Các em học sinh thân mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 4 sách kết nối tri thức tuần 26, bài 16 ngựa biên phòng. Các em có thể theo dõi toàn bộ video về tiếng Việt lớp 4 sách kết nối của kênh Thành Đô Vlog bằng cách là các em tìm kiếm với từ khóa tiếng Việt 4 kết nối Thành Đô Vlog. Rồi trước hết là mời các em chúng ta cùng nghe bài đọc ngựa biên phòng. Chú bộ đội biên phòng rạp mình trên lưng ngựa ngựa phi nhanh như bay cả cánh rừng nổi gió ngựa phăm phăm bốn vó như băm xuống mặt đường mặc sớm rừng mù sương mặc đêm đông giá buốt chân ngựa như sắt thép luôn săn đuổi quân thù vó ngựa như có mắt chẳng vấp ngã bao giờ xong công việc trở về ngựa bước đi thong thả chú bộ đội đi bên tay vỗ về lưng ngựa. Chúng em trong bản nhỏ, phơi thật nhiều cỏ thơm, để mùa đông đem tặng, ngựa biên phòng yêu thương. Tác giả Phan Thị Thanh Nhàn Các em có thể tìm hiểu thêm về tác giả Phan Thị Thanh Nhàn. Phan Thị Thanh Nhàn sinh ngày 9 tháng 8 năm 1943 tại Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội. Bà làm thơ từ sớm, đầu những năm 1960 đã có thơ đăng báo, Phan Thị Thanh Nhàn kết hôn với nhà thơ Thi Nhị và người bạn đời của bà đã mất năm 1979. Hiện bà đang sống cùng con gái duy nhất tại Hà Nội. Phan Thị Thanh Nhàn được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2007. Tòa kem quan sát hình ảnh của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn. Dựa vào nội dung bài đọc, kem suy nghĩ và trả lời các câu hỏi sau. Câu 1. Chú bộ đội biên phòng đang làm nhiệm vụ gì? Theo em, công việc đó vất vả, gian khổ như thế nào? Chú bộ đội biên phòng rạp mình trên lưng ngựa, ngựa phi nhanh như bay, cả cánh rừng nổi gió. Ngựa phăm phăm bốn vó, như băm xuống mặt đường, mặc sớm rừng mù sương, mặc đêm đông giá buốt. Rồi chúng ta biết là nhiệm vụ của chú bộ đội biên phòng là ngày đêm tuần tra canh gác bảo vệ vùng biên giới của Tổ quốc. Công việc của chú rất là vất vả. Làm việc ngày đêm canh gác tuần tra. Đường đi địa hình rừng núi rất là hiểm trở, khó khăn, vất vả. Thời tiết thì rất là khắc nghiệt, sớm rừng mù sương, đêm đông giá buốt và có lúc các chú phải đối mặt với kẻ thù rất là nguy hiểm. Như vậy, chú bộ đội biên phòng làm nhiệm vụ tuần tra canh giữ nơi biên cương của Tổ quốc. Theo em thì công việc của chú rất vất vả, chú tuần tra ngày đêm, địa hình đường rừng núi khó khăn hiểm trở, thời tiết rất khắc nghiệt, sớm rừng mù sương, đêm đông giá buốt. Có khi chú còn phải đối mặt với kẻ thù nguy hiểm. Câu 2. Hình ảnh ngựa biên phòng được miêu tả thế nào? Hình ảnh đó gợi cho em cảm nghĩ gì? Ngựa phi nhanh như bay, cả cánh rừng nổi gió. Ngựa phăm phăm bốn vó như băm xuống mặt đường, mặc sớm rừng mù sương, mặc đêm đông giá buốt, chân ngựa như sắt thép, luôn săn đuổi quân thù, vó ngựa như có mắt, chẳng vấp ngã bao giờ. Rồi các em tham khảo câu trả lời. Ngựa phi nhanh như bay khiến cho cả cánh rừng nổi gió bốn vó ngựa phăm phăm như bám xuống mặt đường chân ngựa như sắt thép luôn săn đuổi quân thù chân ngựa như có mắt không bao giờ bị vấp ngã hình ảnh đó gợi cho em cảm thấy ngựa biên phòng như những anh hùng có sức mạnh phi thường không biết mệt mỏi góp phần giúp các chú bộ đội biên phòng bảo vệ bình yên vùng biên cương của tổ quốc tiếp theo là kem sang câu b Chi tiết nào cho thấy chú bộ đội và các bạn nhỏ vùng biên giới rất yêu quý ngựa biên phòng. Rồi trước hết là chi tiết cho thấy chú bộ đội rất yêu quý ngựa biên phòng. Xong công việc trở về, ngựa bước đi thông thả, chú bộ đội đi bên, tay vỗ về lưng ngựa. Tiếp theo là chi tiết cho thấy các bạn nhỏ vùng biên giới rất yêu quý ngựa biên phòng. Chúng em trong bản nhỏ phơi thật nhiều cỏ thơm để mùa đông đem tặng ngựa biên phòng yêu thương. Rồi. Chi tiết cho thấy chú bộ đội rất yêu quý ngựa biên phòng. Khi xong công việc trở về, chú bộ đội đi bên tay vỗ về lưng ngựa. Chi tiết cho thấy các bạn nhỏ vùng biên giới rất yêu quý ngựa biên phòng. Chúng em trong bản nhỏ phơi thật nhiều cỏ thơm để mùa đông đem tặng ngựa biên phòng yêu thương. Câu 4. Theo em vì sao ngựa biên phòng được yêu quý như vậy? À, theo em ngựa biên phòng được yêu quý như vậy bởi vì ngựa biên phòng ngày đêm không mệt mỏi giúp các chú bộ đội hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ vùng biên giới của Tổ quốc. Câu 5. Bài thơ này có ý nghĩa gì? Chọn câu trả lời dưới đây hoặc nêu ý kiến của em. A, B hay là C. Rồi ở đây mỗi câu đều có một ý đúng riêng. Các em chọn một câu mà em thích hoặc là các em nêu ý kiến riêng của em. Ví dụ chúng ta chọn câu C. Ý nghĩa của bài thơ là khuyên chúng ta biết ơn các chiến sĩ biên phòng bảo vệ biên cương của Tổ quốc. Rồi cuối cùng là các em học thuộc lòng bài thơ. Các em nhớ học thuộc lòng bài thơ nha. Tiếp theo là các em sang phần luyện tập. 1. Tìm trong bài thơ các câu thơ có sử dụng biện pháp so sánh. So sánh đặc điểm của sự vật, so sánh đặc điểm của hoạt động. Rồi chúng ta cùng quay trở lại bài đọc. Ngựa phi nhanh như bay. Phi nhanh như bay là so sánh. À, hoạt động phi của ngựa. Nhanh như bay. Đây là so sánh về hoạt động. Ngựa phăm phăm bốn vó như băm xuống mặt đường. Đây cũng là so sánh về hoạt động. Chân ngựa như sắt thép. Chân ngựa như sắt thép là so sánh đặc điểm của sự vật. Vó ngựa như có mắt cũng là so sánh đặc điểm của sự vật. Rồi các em hoàn thành bài tập số 1. Các câu thơ có sử dụng biện pháp so sánh, cụ thể là so sánh đặc điểm của sự vật. Chân ngựa như sắt thép, vó ngựa như có mắt. So sánh đặc điểm của hoạt động, ngựa phi nhanh như bay, ngựa phăm phăm bốn vó như băm xuống mặt đường. Luyện tập 2. Các em viết 2 đến 3 câu về chú ngựa biên phòng, trong đó có sử dụng biện pháp so sánh. Rồi phần này thì các em có thể à viết 2 đến 3 câu về chú ngựa biên phòng, trong đó có sử dụng biện pháp so sánh. Thầy giáo ví dụ các em tham khảo. Chú ngựa biên phòng như người anh hùng không biết mệt mỏi, ngày đêm sát cánh cùng các chú bộ đội bảo vệ biên cương. Rồi câu có biện pháp so sánh ở đây là chú ngựa biên phòng như người anh hùng không biết mệt mỏi. rồi như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp chúc em học tốt